Phùng Ngọc Huy đưa con gái viếng mộ Mai Phương làm ai nấy đều xúc động. Những ngày vừa qua, thông tin Phùng Ngọc Huy về Việt Nam đã khiến nhiều người xúc động, đông đảo fan và nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng hai cha con. Chiều nay, Phùng Ngọc Huy đưa bé La Vi đến viếng mộ Mai Phương, thể hiện sự xúc động mạnh kèm lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho con gái, để Mai Phương an lòng. Được biết, mộ của cố diễn viên Mai Phương nằm ở Nghĩa Trang Bình Hưng Hòa, bên cạnh mộ của diễn viên Anh Vũ và nhiều cố nghệ sĩ nổi tiếng. Bên cạnh đó, anh cũng không quên gửi lời cảm ơn hai cô bảo mẫu đã chăm sóc con gái trong thời gian vừa qua. Bé La Vi sẽ rất nhớ hai cô khi sang Mỹ. Trước đó, trong một chương trình, Phùng Ngọc Huy từng chia sẻ, chắc lên máy bay tôi không ngủ được, vì khi ngồi trên chuyến bay mười mấy tiếng, mình lúc nào cũng mong chờ đáp xuống sân bay ở thành phố Hồ Chí Minh để được gặp con và gia đình. Cảm xúc đó tôi không thể diễn tả được. Phùng Ngọc Huy hạnh phúc khi hoàn tất thủ tục về Việt Nam gặp con gái, cũng như đang trong quá trình thực hiện giấy tờ để đưa bé La Vi sang Mỹ. Tôi cũng có những sự lo sợ, vì mình là đàn ông, còn bé La Vi lại là con gái, đang trong tuổi phát triển, nên không biết chăm sóc thế nào, nhưng may mắn là tôi có chị gái ở tiểu bang Dallas. Tuy nhiên, chắc chắn thời gian đầu, tôi và con gái chưa hiểu nhau lắm, nhưng khi cha con sống chung thì sẽ hiểu nhau. Phùng Ngọc Huy chia sẻ, con gái của cố nghệ sĩ Mai Phương, bé La Vi là một trong những nhóc tì được quan tâm nhất nhì trong showbiz, đặc biệt sau khi mẹ của cô bé qua đời. Trước khi đoàn tụ với bố, La Vi sống trong tình yêu thương của hai cô bảo mẫu. Không chỉ giúp cố diễn viên Mai Phương chăm sóc con gái trưởng thành thật tốt, cô bảo mẫu còn như người mẹ thứ hai của La Vi, thay nữ nghệ sĩ Mai Phương tiếp nối đồng hành chăm sóc bé. Cả hai cô cháu thường xuyên có những chuyến du lịch vui vẻ để giúp La Vi cởi mở và phát triển hơn.